Hai vợ chồng Quỳnh Tây xin chào cả nhà nghe. Thì tiếp tục đi thăm bẫy nha cả nhà. Luồng này thì bữa hổm nên đặt được có 7 cái, nên đem 20 cái đi, nhưng mà dắt chiều quá rồi cái bị mưa nữa cái nên không có đặt được, nên đặt được có 7 cái. Giờ để nên thử thách thử coi, nên thăm cái luồng này 7 cái thử coi coi có không hay cả nhà. Đây bà xã nè, rồi nên cũng xin mời cả nhà cùng theo vợ chồng nên trải nghiệm thăm những cái bẫy nha. Mong rằng bảy bảy cái bẫy này sẽ làm nên tất cả nha cả nhà. Đây vô cùi hàng cái đầu tiên cả nhà, cùi hàng cái đầu tiên coi đây nó có cái gì thúi thúi thử không. Rồi không thấy phần này, này nên đặt đâu cũng 2-3 ngày nữa. Rồi, chuột còn y thinh luôn cả nhà. Rồi để nên vô lũa đặt lại nha, chạy đầu tiên nó chưa quá coi. Rồi tiếp tục cái thứ hai ở đây, mới có người nhậu hay gì cả nha. Bỏ lại nguyên bãi chiến trường luôn. Cái thứ hai nên đặt ở trong này nè. Cái bẫy này kìa, không thấy giống gì vậy cả nhà. Ô có, mở dạch ra thấy nó cái lú cái đầu. Em này nhỏ cả nhà, em này nhỏ không có bự. Cái thứ hai có hàng là chịu rồi, bự nhỏ không cần biết. Rồi còn con chuột luôn cả nhà. Còn con chuột luôn mới ghê nè. Quê nè nha, còn con chuột luôn nè. Rồi, chuột nó chạy lên đằng kia là lại được con chuột nha cả nhà. Chắc có banh mình không đây. Chắc mới vô chứ không đến nổi. Mới vô thì được. Hôm nay có 200 gram. Coi cái đuôi coi. Ồ, mới vô cái nhà. Hơi nhảy hơi đây à. Không sao, được. Sừng kia đuôi. Con đẹp. Mở hàng con đầu tiên này nha. Rồi, để lên máy đây đặt lại cái nha. Rồi, tiếp tục cái thứ ba cái nhà. Cái thứ ba nó đặt ở trong này. Chỗ này thấy im lắm nè cái nhà. Đó. Mình đặt ngay chân cái góc mé cái đường mương nè. Có hàng hay không? Rồi. Sẽ thấy chiếc quất cả nhà. Rồi. Nhẹ bỏng nhẹ bông như cục xà bông luôn. Rồi chiếc quất luôn cả nhà. Chuột còn y thinh luôn. Rồi. Để nên vô lúa đặt lại nghe cả nhà. Rồi. Đây nên con cái tiếp theo nha. Cốc chín nó rụng nhóc ở trên này nha. Cốc chín rụng lừ luôn. Dùng chè trái đem đi ăn. Nó chua quá cái chài. Mà ăn ở trong nó ngọt lắm đó nha. Mời nhà ăn nha. Cái này đặt đây nè. Có gì không đây. Cục này nặng nặng nha cái nhà. Không biết khoải không đây. Là cây nó đè quà nặng thiệt cả nhà, vô em hành quá đã. Nè cả nhà, đó thấy nó nằm một cục đấy sướng không? Chà bá luôn đi nè. Đã. Rồi để nên bắt ra nghe, cho bà xã giữ xe. Rồi. Gà em. Ồ, em này cả ký rồi cả nhà. Em cả ký nha cả nhà, quả sướng. Ồ, đã gì đâu. Rồi thầy để nên
bỏ vô vô chuột đặt lại nha cả nhà. Ở đây nè có một cái nè, trời chỉ mưa quá trời cả nhà, trời gầm ầm 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 nha, như chiều nay mưa quá, mưa hết đi đập hết được luôn. Rồi cái này, ủa cái này có nữa cả nhà, mà em này nhỏ, em này nhỏ chứ không có bự. Ủa còn con chuột luôn cả nha. Ủa chuột, chuột sao chết nè, làm gì nó giặt chuột chết hay gì. Nó giặt chuột chết mà nó không ăn cả nha. Có đỡ không? Em này có 200g vậy nha. Rồi, để nên bỏ vô vô chuột đặt lại nha. Rồi. Cái tiếp theo nữa cả nhà. Đây, cái bên luôn. Trời chỉ mưa quá sao chiều nay đi đặt ếch kìa. Không? Có. Có hàng cả nhà. Wow, em này cũng ngon à, em này là mơ vô nhất của em. Lấy cái vỏ xuống đây nè, lấy vỏ xuống. Wow, con này là mơ vô nhất nữa cả nhà. Nhất xiền. Ổ chuột kìa. Ổ chuột. Con này nhiều nhất kìa. Nhất. Nó ổ chuột kìa. Con này nhỏ hơn con mới thì kìa. Con này có 700g nha cả nhà. Rồi. Cái này cái tiếp theo cả nhà, cái tiếp theo cũng là cái cuối cùng luôn à, qua anh kia nãy dính được mấy em đã hai cái nhà, hơn 7 cái cũng làm được nên tất cả nè, mít người ta bỏ hay gì nè, thơm không, ô nó chín rồi cả nhà, như này, ô trái này chín rồi cả nhà, trái này thơm phức luôn, bị sơ đen hay gì cả nhà, cho nên người ta cắt người ta bỏ, lái nó không chịu lấy á. Uống ra không biết ăn được mà lấy lụm trái về ăn thử kìa, đó kìa, nhìn thấy mê luôn, bỏ con trái kìa, không ngờ 7 cái này làm nên tất cả hai nha. Đây cái cuối cùng nè, cũng là cái thứ 7 luôn. Hồi nãy nhờ qua bên kia dính đâu 2-3 cái liên tục, 2 cái gì á, đã về được 2 con nhất cũng đỡ khổ rồi nè. Đây nên con cái nè, bụi chuối nè, cái cuối cùng này hình hình vô con khủng nữa coi cho nó sướng sướng à. Nặng không? Rồi nhà hiệu quá nha. Rồi chục con y tinh luôn. Cái cuối cùng chất quá rồi cả nhà. Rồi để anh ngừng máy đây nha. Rồi chút xíu về tới nhà. Thì nên sẽ tổng kết cho cả nhà xem nha. Bữa nay là thấy thầm 7 cái này là thấy ấm ấm rồi đó cả nhà. Cũng đỡ khổ rồi đó. Rồi nên cũng về về tới nhà nè, để nên tổng kết số gắn nha. 7 cái nha, 7 cái mà dính thi đã thấy ghê luôn cả nhà. 7 cái tổng cộng 4 con cả nhà. Không ngờ 7 cái làm lên tất cả nè. 4 con này là cao khoảng 2 kg, cả 2 kg hơn ngay cả nhà. Đó. 7 cái đem chục chuột. Được một con khủng nè. Với một con cỡ 600-700g nữa nè, như hai con nhất con này không biết vô nhì, không biết cần, không có cây căn nè, phải có cây căn căn thử cái căn bữa hổm nên mượn của thằng cốt, giờ thằng cốt nó lấy lại à, giờ không có cây căn căn luôn đó. 7 cái ngon không cả nhà. Anh tính đi đặt lập ếch mà ông trời ông chuyển nương gì à, không biết làm sao đi đặt được nữa đó, thấy không, trời chuyển mưa quá trời, không biết sao đi đặt lập ếch đây. Hôm qua bữa trước nên đi đặt lập ếch vừa đặt vừa xong ông giả nguyên đám mưa rồi, xong xà bông luôn cả nha, giả nguyên đám mưa ngập nguyên dàn lợp luôn, làm hại nên được có 2 con ếch luôn nè, được có 2 con ếch nè nha,
ếch hai, mà hai con ếch bành luôn rồi nên không có quay luôn. Đó, được có hai con à, giả nguyên đám mưa lúc lợp hết trơn luôn. Rồi còn hai cái này nằm trên bờ, một cái dính một con, hai cái dính hai con nè, rồi nên cũng không có quay luôn. Con nào nấy chà bá hình luôn, đã thấy ghê. Đó. Rồi thôi giờ nên cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà cũng đã bỏ thời gian theo vợ chồng nên trải nghiệm đi thăm những cái bẫy nha. Mong rằng cử sau 7 cái đó nữa sẽ có lý nữa ha cả nhà, nhưng mà chắc cử sau nên nên tăng cường thêm rồi, nên tại bữa hỏi nó là tính đặt 20 cái lần, nhưng mà tại bữa đó giấc chiều nên đặt không kịp á, rồi cái nên đặt được có 7 cái à, còn 3 cái đem về, còn 13 cái đem về. Rồi tính chắc đến ngày mai hay gì chắc nên sẽ đi đặt lại, đặt thêm 13 cái nữa cho chẳng 20. Rồi. Dính 7 cái mà dính thấy mê luôn nha. Rồi bây giờ nếu cái nhà thấy hay thì nhớ cho vợ chồng nên xin một like và một đăng ký nha. Vợ chồng nên cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn. Rồi nên cũng xin hẹn cả nhà lại clip sau nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Bye bye cả nhà. Chào các em.